Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây trong chuyên mục phim văn nghệ tối chủ nhật để cùng nhau xem lại những thước phim xưa cũ đã được phục chế với chuẩn độ nét cao. Và anh Vũ xin được thay mặt cho ekip anh em ở tổ phục chế Vườn Cổ Ba gửi tới quý vị và các bạn một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã ủng hộ anh em chúng tôi để tiếp tục công việc này. Trong các tập phim đã phát sóng, chúng ta đã đến với câu chuyện của nhà làm bún, nhà nuôi tôm. Ngày hôm nay, Vườn Cổ Ba xin phép được đưa quý vị đến trải nghiệm câu chuyện của nhà làm phim. Cuộn băng này chứa đựng nội dung của hai tập phim chuẩn ban và cái giá mà nó phải trả để đi cùng với chúng ta đến với buổi chiếu phim ngày hôm nay, đó là rất nhiều những vết sẹo thời gian. Cũng chính vì thế mà ngay khi anh em chúng tôi quyết định phục chế bộ phim và mở cuộn băng ra thì suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh em chúng tôi đó chính là bỏ cuộc. Qua rất nhiều những nỗ lực phi thường thì ngày hôm nay ekip Vườn Cổ Ba xin được thông báo với quý vị và các bạn một tin mừng, đó là chất lượng tập 2 của bộ phim vô cùng xuất sắc. Nhờ có sự hy sinh của chất lượng tầm 1. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức bộ phim Một Người Chiếu Bóng tập 1. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn và thưởng thức bộ phim thật là trọn vẹn với những người thân yêu của mình. Về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cây cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây và có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây và có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương.
chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở. Anh ạ, hơi buồn rồi đấy. Kế hoạch chiếu phim rất là mênh mông bát ngát của cậu không thành rồi. Đây, cậu xem đi. Tài vụ họ vừa đưa cho tớ bản thống kê. Mới 6 tháng đầu năm, chưa đi vùng sâu vùng xa, mà đội của cậu chỉ đã vượt thu 2 lần rồi. Nói thật với anh nhé, em chán với mẹ tài vụ ấy lắm rồi đấy. Làm văn hóa lúc nào cũng tiền. Cũng phải thông cảm với mấy bà tài vụ thôi. Đấy, lập trường của tớ ngay từ đầu là kiên quyết ủng hộ đi chiếu các xã xa xôi hẻo lánh của cậu. Nhưng khi mình lập dự toán đưa lên, tài vụ họ bảo hết tiền, cũng đành phải chịu thôi. Không biết xoay đâu ra kinh phí. Anh bảo văn hóa gì cái thứ thi hoa hậu ấy, thế một huyện cũng bỏ ra mấy chục triệu lên tổ chức. Đây xin mỗi xã 2 buổi chiếu bóng mà không có tiền. Ôi, thi hoa hậu người ta còn bán vé, còn có nhà tài trợ, người ta còn lấy thu bù chi được. Chứ mình mông những xa quá xa, bù chi bằng cái gì? Dời, nói thế thì bao giờ các bà con trong xã vùng sâu vùng xa mới được xem chiếu bóng? Đừng có nóng nảy quá. Cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ lập kế hoạch dự toán cho sang năm để trên họ xét duyệt. Anh cứ cho em 1/3 cái kinh phí tổ chức cuộc thi hát theo băng hình sắp tới này này. Em bảo đảm với anh, mỗi xã có 1 buổi chiếu ngay. Thôi ngồi xuống đây. Không làm thế được. Việc nào nó đi việc ấy chứ. Cuộc thi hát họ xin kinh phí từ đầu năm cơ mà. Các anh cứ nói quan tâm này nọ, nhưng mà như thế là không công bằng. Anh xem, quanh cái huyện này biết bao nhiêu trò vui chơi giải trí, hội hè đình đám. Vậy mà bà con, bao nhiêu là các xã quanh đây xin có mỗi buổi chiếu bóng, anh cũng không cho. Tớ vẫn luôn luôn ủng hộ cậu cơ mà. Chỉ hơi tiếc là tớ vẫn chưa có quyền quyết thôi. Thời buổi này mà say sưa nghề nghiệp như cậu là rất quý. Cứ yên tâm, đâu sẽ vào đó hết. Nói thật với anh, chỉ có vài triệu bạc mà cả vạn người không được xem chiếu bóng, em thấy mình nó hèn quá anh ạ. À, hay anh để em đi vay kinh phí, rồi khi nào có thanh toán sau cho em nhé. Anh em trong phòng vẫn phong cậu là nhà chiếu bóng nhân dân, tớ thấy chí lý lắm. Hôm nay bên tài chính họ liên hoan, mấy chú ỉn nhà mình cũng được bữa tươi. Tuần các bác trên huyện cứ liên hoan mấy lần thì chả mấy chốc mà mình xuất được lứa lợn. Dứt điểm năm nay em sẽ mua cho bố nó cái công nông để mà chạy, chứ trông chờ vào phim ảnh á có mà đói. Xuyên này, cho anh vay mấy triệu trong số tiền tiết kiệm. Tụi anh tới phải đi chiếu xa mà chưa có kinh phí. Lương 3 tháng còn chưa có, bây giờ còn lấy tiền nhà đi phục vụ hàng tổng. Anh có điên không đấy? Thì cuối năm có kinh phí, người ta lại trả, đi đâu mà thiệt. Tiền gửi ngân hàng còn có tí lãi, nhớ lúc giáp hạt còn có cái chi dùng. Trò vay biết lúc nào mới đòi được, có khi lại mất trắng chứ. Anh cứ kệ cho họ lo, không có càng tốt. Mình càng có cơ nhà chạy xe công nông. Em sẽ vay nòng mấy triệu mua xe cho anh. Thế anh nhớ.
Không có lẽ mình lại bỏ nghề chiếu bóng. Phim ảnh bây giờ có mấy ai thèm xem đâu, mà anh cứ đeo đuổi cho nhọc người. Ui giời, bao nhiêu xã người ta yêu cầu mà mình vẫn chưa đi được kia kìa. Đấy là việc của cơ quan, của nhà nước. Mình anh thì làm được gì mà cứ lo hão huyền. Nhưng mà mình làm nghề thì mình phải có trách nhiệm chứ. Thôi đi ông ạ, ông hãy lo cho cái nhà của ông. Còn có ngần ấy thóc kia kìa, mà hơn tháng nữa mới gặt đấy. Xin mời các cụ vào ạ. Vâng, xin mời ạ. Vào đi các bà. Dạ, dạ, dạ. Đây, các cụ đã sang đủ cả rồi đấy. Thế nào mấy bộ thanh niên đứng ngồi vào một mâm đi. Đây, 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 lên trên giường ngồi. Đấy, ngồi hết đấy. Dậy đi mình ơi, xong hết cả rồi. Dậy. Thì mình cứ cúng đi. Thì người ta dậy. Cúng rồi, ông bảo đợi mỗi mình thôi. Này, mệt thì chiều ngủ bù không ra đồng nữa. Tèo tèo, mang cái khăn ướt lên đây cho bố nhanh lên con. Đi, dậy. Thôi. Vâng, mời bà. Thưa cụ trưởng Lâm, thưa các bác, các cô, các chú. Hôm nay sang cát cho nhà tôi, mọi việc đã xong. Xin mời các cụ uống rượu, xây cơm cho vui vẻ. Tôi xin có ý kiến thế này. Thứ nhất là mọi việc đã xong, tiện đây ta bàn luôn chuyện sang năm xây cho chị tôi một ngôi nhà mới. Thôi đi, ông đừng có cầm đèn chạy trước ô tô nữa. Ông không thấy chú Năm chú nói ngoài đồng đấy à? Ô hay, thói đàn bà thì cứ cất ngang giọng chồng. Tôi nói cho mọi người nghe, bà không nghe thì đi nơi khác. Nói cả rồi, nói mãi. Thứ nhì là hôm trước tôi đã bàn với anh Cần lên tỉnh mời thợ lo cho chị ấy, thành ra toàn là lo hão cả. Như anh Toán đây, sang cát cho mẹ vợ, còn thậm chu đáo, thậm nghĩa, thậm tình, còn hơn cả họ hàng. Tôi khen là khen đủ mọi đằng, cầy bừa cấy hái thật là giỏi giang. Anh Cần à, con Xuyên nhà ta vớ được đám chồng ra dáng lắm đấy. Bà cháu là rồi, thế thôi. Hôm nay trời đi vắng, ông tôi nói hay quá các bà. Vâng, xin bà. Vâng, mời các bà. Xin mời các bác, các cô, các chú, các cháu uống mừng cho bà chị tôi hôm nay về nhà mới được yên ả. Đấy, còn chết quay nữa. Mời bác ạ. Xem chả cụ. Ông để tôi. Cái của nợ này mang đi cân sắt vụn đi, bảo ông Toán giải tán đội, cây cây ruộng còn sướng hơn. Mẹ nó chứ, cái loại này dễ cho mình làm đường lắm đấy. Anh Toán ra rồi kìa. Hỏng rồi phải không anh? Một mất một còn thì mấy mẹ tài vụ mới được cái bằng này đây này. Anh đừng nhiệt tình quá thế. Người ta tưởng mình chiếu ăn vàng ăn bạc gì. Cứ cho các bà đi thử một chuyến, các bà kinh luôn. Có ngần này á, có một tiền xăng dầu cũng chả đủ. Thôi nghỉ quách đi anh ạ. Thôi, được thế này là tốt rồi. Xuống xã, anh em mình tính tiếp, vận động bà con đóng góp thêm kinh phí. Trời ơi, mấy cái mẹ tài vụ bảo thế này mới lộn ruột chứ. Thời buổi kinh tế thị trường, cái gì có lãi thì mới làm. Công bỏ ra một đồng phải thu về được đồng một, đồng hai,
Còn nếu không, thu không đủ chi, nghỉ đi cho nó khỏe. Ê, lộn cả ruột. Họ đâu có nghĩ rằng bao nhiêu bà con sau một ngày lao động vất vả về được xem bộ phim của anh em chúng mình nhẹ đi được phần nào chứ. Cái lãi của những người làm văn hóa chúng mình không thể thấy ngay được trước mắt. Chứ là mình không hợp với kinh tế thị trường. Thôi, cô sao anh em mình giữ được cái nghề. Nhưng mà ông này ông đang ăn vạ đây này. Anh tính sao? Chắc là cả tháng này không đổ. Để anh xem. Cho nó một mùi thuốc gia truyền. Thuốc gì ạ? À? Xong nữa chứ. Anh làm ơn gọi hộ em người lớn nhường chỗ gần màn ảnh cho các cháu thiếu nhi với ạ. Cô phụ trách thiếu nhi à? Em dạy mẫu giáo. Ơ này. Alo. Đề nghị toàn thể bà con ngồi ở phía trên. Chúng ta nhường chỗ cho các cháu mẫu giáo của xã. Alo. Này. Cô lên xem được chưa? Nếu chưa được đứng sát màn ảnh, vẫy tay ra hiệu, tôi điều chỗ cho. Ngày mai, mời các bác ở lại, chiếu cho bà con buổi nữa. Nửa năm nay rồi, mới lại được xem chiếu bóng. Đói khát văn hóa lắm các bác ạ. Mai em lên huyện, báo bác dần, bác nhá. Thôi, không phải lên huyện nữa. Mai ông cứ cho người sang bên Tiên Du. Báo chúng tôi sẽ xuống chậm một ngày. Xong. Chăm sự nhờ các bác. Nào, mời các bác. Dạ, em mời anh. Này ông, cái cô dạy mẫu giáo tên gì nhỉ? Cô Thơm, gái một con, đang độ đấy, quá chồng. Đàn ông xã này, chết mê chết mệt. Từ cậu du kích đến ông trưởng thôn, bố các cháu đều năng lui tới. Cứ như thầy đề của quan huyện ấy. Chỉ cái lớp mẫu giáo được nhờ, xin gì xã cho nấy. Này, thế cô Huyền đã phải lòng ai chưa? Chưa, phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang đấy. Chuyện này đơn giản thôi. Toán này nhá, sẽ ra lớp thăm cô giáo. Không được đâu bác ơi, cô ấy là đối tượng của chi đoàn để phát triển đấy. Mấy bà phụ nữ xã quý cô ấy lắm, đi đâu cũng nhắc gương trung liệt. Chỉ tội cho cánh đàn ông trong thôn, vợ kè kè với nách ấy. Thế mà đến lớp mẫu giáo, trông cứ hèn hèn. Nếu cô quý tôi thì sao? Thế thì dân xã em lại hay được xem chiếu bóng. Mời các bác. Lớp mẫu giáo đi đường này hả anh? Xong cái giếng nha anh ạ. À, chú chiếu bóng. Ờ, chào các cháu. Chào cô cho hỏi cô giáo Thơm
Cô Thơm đang dọc ngoài giếng ạ. Chào cô giáo. Chào. Cô giáo để tôi múc cho. Các anh đi chiều bóng thế này chắc vất vả lắm nhỉ? Nhàn hơn trông trẻ nhiều. Hôm qua nhờ anh mà các cháu được bắt tay diễn viên trên phim đấy. Tối nay Thơm cho các cháu sang sớm. Tôi nói với anh em nhường chỗ cho. Sao xã nói canh chỉ về có một tối? Thì đất lành chim đậu mà. Đi chiếu bóng thích anh nhỉ? Nay đây mai đó phim nào cũng được xem. Vậy mà tôi lại thích trông trẻ đấy. Anh chỉ bịa. Mà tối nay chiếu phim gì thế hả anh? Ôi chết. Xin lỗi. Thế Thơm thích phim gì? Thơm ơi! Dậy. Dậy đi. Dậy. Cả ông này nữa. Dậy mau. Dậy đi. Thơm quá. Vâng, xin chị ạ. Dạ vâng. Dễ ăn cơm, dễ ăn cơm. Dễ ăn cơm, đến rồi. Em có ăn đâu. Anh có ăn đại diện đi. Đấy. Không ăn thì uống nhá. Em không uống đâu. Giản tí cho nó bốc. Em. Thôi, đứt cha nó dây cổ loa rồi các bố ạ. Dậy đi, nằm đường thế này. Chưa ngò hả anh? Còn tướt, mới được nửa đường. Dây mới dọ đây này. Hả? Này, hai cậu dậy, trông đồ. Tớ vào thị trấn, thì mua một cái. Gì đây? Chó chết. Hai cậu đẩy cái đống sắt này ra giữa đường. Thằng nào đi qua phải dừng lại cho bố nó đi nhờ. Mau xuống đây. Chào mừng
cô mời Mai Hương hát cho các bạn cùng nghe nhé. Vâng ạ. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu biết bà vui. Đó. Đây. Đi nào. Đó. Anh chở cái gì mà nặng thế này? Đi chiếu bên ngò. Bà con cho ít sắn về luộc bọn trẻ con ăn. Suýt. Đây. Cái bọn ngu thì suốt. Anh suốt đi. Nhìn lại. Vào. Ôi. Nặng mày nhá. Mấy cái thằng này. Bảo mãi không được. Mày nó không vào đầu trẻ con đấy. Pele. Maradona. Thích chơi không? Sao? Các cậu sợ à? Tất cả các cậu một bên, mình tớ một bên. Nếu các cậu thắng, thích gì tớ cũng chiều. Nhưng nếu tớ thắng, ngày mai không được đá ở sân nhà trẻ, mang ra ngoài bãi đá, nghe chưa? Chơi không? Chơi! Chúng mình cố gắng đá cho ba người biết tay. Ừ, mày làm thủ môn, thằng này không vậy, còn hai chỗ tao lên. Nhưng mà giày bác ấy to lắm. Nhưng mắt phải cởi giày ra cơ. Chung một dòng sông, trong trái tim anh đã có một con chim vành khuyên. Để đến hẹn lại lên, cùng bao người hát bài ca ra trận. Kìa bình minh xôn xao trên những cánh đồng hoang. Bỗng trong lòng anh nhớ tới đường về quê mẹ. Phải rồi, nơi ấy có cha và con, có Chom và Sa. Có cả chị Nhung đứng bên cạnh chị Tư Hồng. Em ơi, thế mới biết chuyện đời không đơn giản, bởi cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Nhưng không hiểu sao mãi vương vấn trong lòng anh một cô gái công trường, một cô giáo vùng cao và cả cô giáo thơm nữa. Anh chỉ biết làm gì có phim cô giáo thơm, chỉ có cô giáo Hạnh thôi. Hóa ra thơm cũng thích đi xem phim nhỉ? Em thích xem phim Việt Nam lắm. Thưa chết, nồi sáng rồi, hơn nửa giờ rồi. Anh Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lạ dập dờn, mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm bắc quá rồi. Quê hương biết mấy thân yêu. Con chào bác ạ. Bác Toán có nhà không? Dạ có. Mời bác vào xin nước ạ. Ngồi thẳng cao đầu lên con. Vâng. Tự chép nốt bài nhá. Vâng. Anh Téo làm toán xong, đưa bố kiểm tra. Đúng mới được đi chơi nghe chưa? Vâng ạ. Bố ạ. Chào ông ạ. Tôi chào ông ạ. Ngoan quá. Bố ngồi xin nước. Đưa anh xem. Anh xem giúp tôi cái đài. Dạ vâng. Đang nghe tin bão lụt miền Trung thì tịt mít. Gươm sao dân ta trong cái khổ thế, hạn hán rồi lũ lụt. Thế thì tổng kết được cái gì không biết. Bỏ ông nước ạ. Ngày xưa đi bộ đội, con cũng đóng quân ở trong đấy. Ngày nắng như đổ lửa. Ừ. Thế mà đêm lũ về, nước trắng đồng luôn. Ui giời, tôi nghe đài quảng cáo, có cái chữ thập đỏ. Nó thu tiền để đóng góp ủng hộ đồng bào trong đó. Anh có liên huyện cho tôi gửi ít. Bỏ là gia đình chính sách, không phải đóng góp đâu ạ. Quấy lòng nhiều. Người ta mất cả nhà cả cửa, khó khăn bằng mấy mình ấy chứ. Ôi, tin của bỏ là chảy nước hết rồi. Ồ, mới thay được mươi hôm nay chứ mày. Téo,
Dạ. Chạy vào túi đồ, lấy bố mấy viên pin ra đây. Vâng ạ. Lần sau, bố cứ thay pin con thỏ ấy. Pin này mang tiếng ngoại nhưng không tốt đâu. Toán đâu, các cậu? Anh vừa chạy đâu đấy ạ? Đây, hợp đồng chiếu phim 4 xã vùng sâu vùng xa đây. Ngày mai đi luôn hả bố? Đúng thế, tranh thủ nông nhàn, triển khai ngay, cho bà con giải trí. À, anh. Đây rồi, mai tiếp tục nhá. Dạ, anh cứ lệnh, và tụi em đi luôn. Mà anh phải nói với mấy mẹ tài vụ thế nào chứ? 3 tháng nay chả có lương gì cả. Cả tiền sửa sang thiết bị đây này. Tớ vừa lấy xong, đồng ý giải quyết khoản nợ lương. Dạ. Thanh toán cho các cậu 50% công tác phí. Vâng. Còn tiền sửa chữa trang thiết bị giải quyết sau. Này, lấy các khoản khác đập vào đấy. Chứ các xã họ đã chuyển tiền cho đâu. À mà này, nhân tiện đi vùng sâu vùng xa, cậu nhớ phải lồng ghép những nội dung tuyên truyền giáo dục thiết yếu, như là sản xuất vụ đông này, cưới xin, ma chay, tiết kiệm, sinh đẻ có kế hoạch này, rồi bài trừ văn hóa đồi trụy nữa. À mà này, nhân tiện đọc báo hàng ngày trước giờ chiếu nhá. Anh ạ, liệu có bắt bà con ăn kèm nhiều quá không? Không đâu. Mà hình như cậu ngại cái khoản định hướng cho bà con nông dân hiểu hết ý nghĩa tích cực của phim thì phải. Phải quán triệt bà con, nếu không họ chỉ hiểu những ý phụ ngành nhánh không cần thiết. Cậu phải nhớ, nhiệm vụ của chúng ta tuyên truyền giáo dục là chính. Nhưng bà con người ta bỏ cân thóc ra để đi xem phim giải trí mà anh. Vẫn biết là thế. Thôi, không tranh luận nữa. Tôi nghe nói hồi này ông lãng mạn lắm phải không? Này, cái gì ở trong phim ấy thì cứ để nó trên màn ảnh, đừng đem vào cuộc đời mà gây đi ông ạ. Làm cái gì thế này? Chào bác Toán. Em dọn lại viên ngói vỡ. Đàn bà con gái, ai lại leo trèo thế? Nhớ một cái thì sao không nhắn anh Sang? Nhắn anh Sang để bà Xuyên xé xác em ra à? Mà em có quyền gì để nhắn anh đâu cơ chứ? Thích thì anh đến, không thích thì anh đi biền biệt cả tháng, có sao đâu. Anh đi phục vụ mấy xã vùng sâu. Thôi xuống đi em. Xuống đi, để anh làm cho. Nào. Kìa Thơm, xuống đi. Việc này của đàn ông. Xuống đi em. Tí, mang vào nhà cho bác. Vâng ạ. Xuống đi em. Thôi xuống đi. Có sao không em? Em ghét anh lắm. Anh đi đi. Để anh xoay lại mấy viên ngói rồi anh đi nhé. Này, đấy, chính nó đấy. Cái con mặc áo hoa xách làn đỏ kia kìa. Chính nó đấy. Còn Thơm đấy, tôi bắt gặp nó mấy lần với chú Toán nhà cô. Hôm nọ tôi còn nhìn thấy chú Toán nhà cô sang lập nhà cho nó nữa đấy. Đi, tôi với cô ra cho nó một trận ngay giữa chợ, cho nó trừ cái thói lăng loàn đi. Đi. Phải có bằng chứng đã chị. Tôi làm chứng chứ còn ai nữa. Cô mà chờ có bằng chứng á thì nó cướp mất chồng cô rồi còn gì nữa.
Chào anh ạ. Chào cô giáo, tôi về. Dạ vâng ạ. Ngày mai anh cứ đưa cháu đến lớp, em sẽ theo dõi sức khỏe cho cháu. Vâng ạ. Chào anh ạ. Sao hôm nay anh nóng thế? Chả sao. Chắc là bị chị Xuyên em phê bình vì hay sang đây hả? Tôi không muốn có thằng đàn ông nào ra vào cái nhà này ngoài tôi. Anh mà cũng biết ghen à? Hai đứa điếc à? Bảo đi rửa tay rồi vào ăn cơm mà. Không chờ bố à mẹ? Bố mày có chỗ ăn rồi, không phải chờ. Bố bảo chiều nay bố ăn cơm nhà đấy mẹ ạ. Không ăn tao mang đổ cắm lợn đấy. À, bố về. Con chào bố. Này mình, đặt cho tôi nồi nước, luộc con cá cho tụi trẻ nó ăn. Hôm nay tôi mệt, không hầu được. Em mệt làm sao? Thuốc thang gì chưa? Chả sao cả. Hay, có gì thì phải nói, để người ta còn liệu chứ. Anh ra đường mà hỏi, làng trên xóm dưới người ta nói cho mà nghe. Nói cái gì? Người ta nói con Thơm ở xã bên cấm phân vào đầu tôi. Nói với nói vẩn ý, đừng có tin lời thiên hạ. Không có lửa làm sao có khói. Này, em tin anh hay tin người ta? Không có chuyện đi đâu. Vừa nãy mang biếu bố con cá, thấy cái tưởng bêm đít quá. Để tuần tới anh nghỉ mấy hôm, anh sẽ lại cho cụ nhá. Anh ăn cơm đi, em không ăn đâu. Bố ơi, trước kia anh Toán anh hỏi tận đầu tận đâu, làm sao bố biết mà gửi cho chị Xuyên hả bố? Trước tôi mê chiếu bóng lắm, xa bằng mấy tôi cũng đi. Thấy anh Toán đọc thuyết minh hay, tôi mời về nhà chơi. Thế là anh chị biết nhau, rồi đến vợ đến chồng đấy. Thế à? Thế lấy chị Xuyên xong, anh Toán đã cho bố đi xem được không ạ? Vâng, nhưng bây giờ phim không được hay như ngày xưa, nên tôi cũng ít đi. Nghỉ tới ăn cơm anh Toán và các chú ơi. Chị Xuyên. Chết rồi. Ôi làm sao đấy nó ngon này. Còn chị có sao không chị? Đỡ chị dậy. Ôi dồi ôi, nước nóng thế này cơ. Ôi chết người ta không. Chị lên nhanh lên. Này ông cán bộ văn hóa, ông đang phơi cái gì thế kia? Có mang ngay ra bờ rào không thì bảo. Dạ. Ăn đi cho nó nóng em. Anh có gặp mấy chị phụ nữ vừa đi ra không? Ai cơ? Em cũng chẳng biết. Các chị nói là ở hội phụ nữ bên Ngô. Nghe tin vợ anh Toán nằm viện, lên thăm cho quà. Cái lộc của anh chiếu bóng đấy. Mình đi khắp huyện, mang cho các bà quanh năm trồng mông làm ruộng. Những ông cả đời không ra khỏi lũy tre làng, bao giấc mơ thiên thần. Bây giờ họ đãi lại mình. Con chào bố mẹ.
ông gửi cho mẹ chuối để bồi dưỡng, còn mỡ chăn để bôi vào vết bỏng. Ăn cơm chưa con? Bọn con ăn rồi ạ. Ở đây chơi với mẹ. Kìa, ăn đi cho nó nóng. Anh lên cơ quan một lúc rồi quay lại. Cả tuần nay không đến rồi. Con chào bố. Mẹ còn đau không ạ? Cũng đỡ rồi. Mai em thu xếp sang thăm rồi mang thuốc cho Xuyên luôn một thể nhá. Sao cái thân em nó lại khổ thế này? Gặp được anh tưởng được dựa vào cái cọc, ai ngờ còn siêu vẹo hơn cả lúc một mình. Sớm để giúp nông dân có thể dùng ngay hạt lúa giống vừa mới thu hoạch và vẫn đạt tỷ lệ nảy mầm tốt, chúng tôi xin phổ biến một số kinh nghiệm. Hạt giống vừa mới thu hoạch về phơi khô chưa quá 10 ngày, đem ngâm dưới ao ruộng sông hồ 35 đến 40 giờ, vớt lên để khoảng một ngày cho ráo nước, pha dung dịch axit có nồng độ 7-10 phần ngàn. Rót 70-100 ml axit vào. Anh Toán, anh Toán, anh đọc sai thông minh rồi. Anh ơi, để em giúp cho. Mấy hôm nay cứ làm sao?
Ui. Đúng rồi đây này. Vào đi. Dạ, chào thầy ạ. À, xin chào các vị. Mời các vị vào ạ. Hai vị là mệnh nữ, xin đợi cho một chút ạ. Hôm nay tốt ngày. À, các vị xem gì nào? Dạ, đường tình duyên ạ. À, ấy, ngài đấy, ngài đấy. Hôm nay ngài lại ngự ở trong này. Xin hai vị đặt lễ cho ạ. Xin cho xem tay nào. Tay phải. Dài tay trái, gái tay phải. Xem nào. Hồng nhan đa truân. Rõ lắm tội. Chồng đi xa rồi, không về nữa. Có hai đứa con, đứa sau để ở xa. Dạ, con chỉ có một thôi ạ. Còn đứa nữa, tay ấm như thế này, chắc là đang nảy mầm. Người này vất vả trong tình cảm, phải tự lo liệu nhiều đấy. Nhưng cũng có người thương yêu. Có điều người ta không thể coi cô như người một vợ một chồng được. Thôi, có đặt thêm tiền cũng không thể lộ rõ thiên cơ được. Vị cứ về ngẫm xem có đúng không. Nào, xin mời vị xem tiếp. Được kẻ trộm nha. Sao em về muộn thế? Em đi xem bói. À, ông thầy xem hay lắm nhá. Ôi giời, nơi tín dị đoan. Hôm nay anh được truy lĩnh tiền công tác phí. Mua hai cái áo, em một cái, chị Xuyên một cái. Em thích màu nào? Em không thích à? Anh
anh phải tính thế nào đi chứ. Một là đừng đến đây nữa, hai là phải quyết một bề đi. Sao bỗng dưng em lại nói như thế? Anh cứ thử nghĩ mà xem. Bây giờ thì sướng thật đấy, cả hai đều cần có nhau. Nhưng sau này em không còn gì nữa, liệu anh có còn đến đây nữa không? Sao em lại vướng vào anh cho khổ chứ? Rồi sau này anh chết, không lẽ em sẽ là bà hai đứng bên quan tài chắc? Cảnh ấy chỉ có trong phim anh chiếu thôi. Anh đi luôn cho nhẹ nhõm cả hai. Làm đàn bà khổ đủ đường. Bây giờ đến tháng mà chưa thấy, em lo mất ăn mất ngủ, gặp ai cũng thấy sượng sùng. Không lẽ anh muốn em ra ngoài đường chào họ ngoảnh mặt đi sao? Mà em còn là cô giáo nữa chứ. Em cứ yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ em. Cô Thơm ơi, cho tôi mượn cái sàng. Con mèo mà gà đồng, chồng chết thối ra, không có thằng nào của nó hút hết hồn hết vía được có phải không? Thảo nào mà lâu nay thật dẹp, đến hôm đi biển biệt, nào là chiến dịch văn hóa, ánh sáng cho vùng sâu vùng xa, toàn là mánh lớn dối trá cả. Rồi ơi là rồi, tôi bị lừa mà không biết. Thì cũng tại tôi yếu lòng, mà người ấy cũng tốt, chứ đâu phải loại... Cái gì? Anh lại còn bênh cho nó à? Cái quân cướp chồng, loại ấy chỉ có cho chơi xong thôi. Ngứa nghề không chịu được, may mà vớ phải thằng ngốc. Chắc là nó chiều chuộng lắm hả? Hôm nào cũng cơm gà cá gỏi chứ gì. Rồi ơi là rồi, ngốc mà nó còn biết chùi bếp. Chỉ có tôi là mù điếc thôi. Thì mình cứ bình tĩnh, có gì để tôi thu xếp. Cái gì? Anh định đón nó sang đây hay sao mà thu xếp? Đất này là của tổ tông nhà tôi, anh là thằng tứ có vô thân, có dọn đi đâu thì dọn. Cô nên vừa vừa thôi. Hàng xóm người ta nghe thấy không hay ho gì đâu. Anh bôi giò tát chấu vào mặt tôi, xóm riêng người ta biết hết cả rồi. Lanh làm gáo, vỡ làm môi, tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ. Chúng mày còn về nước đến bao giờ? Có vào lấy sách học không? Tao cho một trận bây giờ đấy. Mẹ ơi, chưa ăn cơm cơ mà. Không cơm cháo gì cả, có bảo không thì bảo. Ừ, có ăn cơm cơ, con đói lắm. Cái giống nhà mày lì lợm, đánh cho chết này. Chết này, chết này, chết này. Khóc à, khóc này. Mày nữa. Tôi làm tôi chịu. Trẻ con nó biết gì mà đánh nó. Cả nhà mày, cả lũ nhà mày, bánh nhau đánh chết này, chết này, chết này. Trẻ đi đâu mà chả thấy sang. Chú ấy chiến hết cả rồi đây này. Ông hỏi làm gì cái giống ấy? Ô hay, cháu của ông hỏi chứ sao. Vợ chồng có chuyện gì phải không? Có đám đấy ông ạ. Nó dính vào con Thơm giã bên, cả làng biết mà ông không biết ạ. Sao thầy không nói gì? Hay thầy biết cả rồi,
Trời ơi, thì ra ai cũng biết cả rồi, chỉ có mình tôi là điếc là mù thôi. Con cứ sồn sồn như vậy là hỏng hết việc. Toán là một người biết điều, cứ để xuôi xuôi nó khắc kỹ lại con ạ. À, nhưng mà con không chịu được. Ra đường ai cũng nhìn thấy cái sừng trên đầu con, mà cũng tại thầy khen nó cho lắm vào. Bố thấy cái đáng khen của nó thì con lại chả trông thấy bao giờ. Đàn ông có phải cái cua trong nhà mà đạt đâu cũng được hả con? Phải lựa lời mà nói, chồng nào mà chẳng ưa ngọt hả con? Con mà phải làm ngọt nhạt với nó, con dễ nhờ cơ quan đoàn thể can thiệp. Đừng có dại, xé to chuyện là mất chồng đấy con ạ. Chắc thầy ngày xưa cũng như thế với mẹ con chứ gì. Không, thầy không như thế đâu. Thầy cũng thế nên thầy bênh nó. Thầy không có chuyện gì thất đức với mẹ con đâu. Thầy khác, thằng Toán khác. Thầy bênh nó. Thế là con biết ngày xưa mẹ con phải chịu những gì. Xuyên, Xuyên, bà ơi, bà sống khôn chết thiêng, bà về đôi hồi với con Xuyên. Bà về ngay đi, kẻo gia đình nó tan nát mất. Bố ơi, bố gấp cho con chim như hôm nọ đi. Thế con học bài chưa? Con học bài rồi ạ. Con đọc bố nghe nhá. Hạt gạo làng ta có vị phù sa, ở sông Kinh Thầy có hương sen thơm, trong hồ nước đầy có lời mẹ hát ngọt bùi. Hôm nay hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi rơi những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta gửi ra Tuyền Tuyến, gửi về phương xa, em yêu em quý, hạt gạo làng ta. Được rồi, thế có gấp thuyền nữa không? Con có rồi ạ. Bố ơi, tối nay cho con ngủ với bố nhé. Ngủ với mẹ, mẹ quạt cho mát thế còn gì. Mẹ hay mắng con lắm, con ngủ với bố, con quạt cho bố, với cả anh Téo nữa. Thôi được rồi. Con chào bố. Téo ơi, ra đây cho hàn tẩy. Đây. Bé thế. Anh vừa bắt được đây. Sao lại cởi trần thế kia con? Hôm nay con đá bóng, bị bọn nó chèn đứt hết khuy áo rồi bố ạ. Vào lấy hồ kim chỉ ở đây bố không cho. Vâng. Bố ơi, mẹ về kìa. Mẹ ơi, anh kéo cho con cục tẩy đây này. Chưa rồi đã cơm nước gì chưa mà còn đứng cả đấy. Bố ơi, tối nay bố nhớ nhá. Con cầm cái này vào, bố xuống bếp xem cơm chín chưa. Thank you.
cứu tí. Chào bác Toán. À, mẹ đâu? Mẹ cháu ốm, đang nằm trong nhà. Sao? Này cứu tí, mang bóng ra sân kho đá cho đỡ ồn nhá. Vâng ạ. Em ốm đau làm sao? Thuốc thang gì chưa? Em mệt một chút thôi mà. Em nghỉ mấy hôm rồi, sao lại phải sắc thuốc? Bệnh đàn bà ấy mà. Tuần vừa rồi anh bận quá. Em biết cả rồi. Hôm trước bà Quất sang đây. Bà Quất nào? Bà Quất, hội phụ nữ bên anh ấy. Bà ấy bảo em là đừng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà anh nữa. Thế em bảo sao? Em đồng ý. Bà ấy khen em là người có nết, còn hứa là sẽ tìm một người góa vợ để gả cho em. Thế em trả lời thế nào? Em cũng đồng ý, nhưng em không bảo cho bà ấy biết là tháng rồi em không thấy. Sao con không cho bạn con cá? Con cá đẹp hơn bố ạ. Kéo ơi, nhìn này. Con đi được xe rồi bố ạ, nhưng vẫn chưa ngồi được lên yên. Úi, úi. Đi vào nghỉ đi, cho nó ráo mồ hôi rồi hẹn tắm nhá. Vâng ạ. Bố ơi, bố dạy con tết cá với. Cho anh kéo tết hồng cá của em bây giờ. Anh ký vào đây đi. Cái thân em nó khổ thế này. Gặp được anh, tưởng được dựa vào cái cọc, ai ngờ còn siêu vẹo hơn cả lúc một mình.
Đây là kết quả 15 ngày chiến dịch mang văn hóa đến vùng sâu vùng xa của cậu. Kèm theo cờ và giấy khen là 100.000 tiền thưởng đấy. Chỉ bực là tài vụ vẫn chưa có tiền. Thôi, lĩnh sau nhá. Em xin anh. Toán này, công tác, nghiệp vụ của cậu được lắm. Nhưng trong việc gia đình, có vấn đề phải không? Cũng sáng nắng chiều mưa mà anh. Tuần trước, cô Xuyên đến nhờ cơ quan can thiệp. Cậu như thế là không được đâu. Mình là cán bộ văn hóa, tuyên truyền vận động nếp sống mới, luật hôn nhân gia đình. Thế mà cậu lại... Thì em cũng gì mà. Gì thì cũng không được. Đàn ông, ai mà chẳng... Này, cậu tưởng tôi trắng tinh đấy à? Có lãng mạn thì mới làm văn hóa được. Thế nhưng phá tan hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến công tác là không. Dứt điểm là không. Này, cô Thơm cũng dễ thương lắm hả? Em yêu cô ấy. Chết thật. Tớ không ngờ cậu lại còn ngây thơ quá thể đến như vậy. Ai lại đi tin vào phim ảnh bao giờ? Chỉ có bọn trẻ thôi. Tuổi tớ với tuổi cậu còn tình yêu tình ái cái gì nữa nào. Anh Dậu ạ, có lẽ em phải xin phép nghỉ vài tháng hoặc nửa năm. Em có nhiều việc phải thu xếp. Xếp gì thì xếp, nhưng mà đừng có hết khôn rồi đến dại. Cậu mà đi hẳn nha, mỗi đứa nó mừng đấy. Nên nhớ là sau lưng mình là 15 năm công tác, lương cán sự ba sắp tăng. Mà nói dại, nếu có đi xa, ít nhất cậu cũng được cấp trưởng phòng như tớ đọc điếu văn đấy. Toán ạ, bố giận con đấy, nhưng bố vẫn thương con. Mình là đàn ông, vợ cái con cột mà. Con xin, bố hãy thứ lỗi cho con. Con không thể để Thơm bụng mang dạ chửa, bơ vơ nơi đất khách quê người được. Con lên lo việc cho Thơm xong, con quay về ngay. Con gửi bố cái đơn xin ly hôn của Xuyên. Con chưa ký để làm bằng. Bố nhá. Bố hiểu anh Toán ạ. Nhưng sao bố thấy buồn như hồi mẹ con Xuyên mất. Bố chỉ muốn đi theo, nhưng bây giờ đi làm sao được. Con anh đấy, vợ anh đấy, không lẽ lại chút gánh nặng lên vai bố. Con xin bố, bố hãy tha lỗi cho con. Con là thằng đàn ông khốn nạn. Ngồi lên. Cẩn thận. Từ từ. Cẩn thận thế. Điền vừa chưa? Vừa rồi đấy bố ạ. Ở nhà giúp mẹ, kèm em học, xong việc bố về. Vâng ạ.
Bố xin. Bố đi nhá. Con chào bố. Có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời rạng rỡ như rừng mai nở. Chiều xuân. Và thế là chúng ta vừa cùng nhau trải nghiệm bước đầu cuộc sống của nhà làm phim. Ngay lúc này thì có lẽ quý vị và các bạn đã có những cảm nhận giống như anh Vũ về nỗi khổ của những người đàn ông làm nghệ thuật. Chúng tôi, họ rất là dễ rung động trước cái đẹp và có thể trở nên yếu lòng trước những kẻ yếu đuối hơn mình. Nhưng trong câu chuyện bi kịch của gia đình của nhà làm phim thì liệu rằng mấy ai trong chúng ta có thể đồng cảm được với cách cư xử của chị Xuyến đối với người đàn ông làm nghệ thuật của mình ngay cả trước và sau khi anh ta ngoại tình? Có lẽ là có, mà có lẽ là không. Chỉ có một điều chắc chắn, rồi số phận của họ liệu sẽ đi về đâu? Muốn biết được điều đó thì chúng ta không còn cách nào khác là phải hẹn nhau để cùng xem tập tiếp theo của bộ phim Một Người Chiếu Bóng Vào Một Chủ Nhật Khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình.